Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong nội dung chia sẻ video buổi tối ngày hôm nay thì Túc sẽ hướng dẫn mọi người gọi là check cái số airdrop chúng ta nhận được từ dự án Rocky Rabbit, nó có ký hiệu là RBTC này. Theo thông tin dự án thì hôm nay chính thức là nó sẽ là airdrop đấy cho mọi người, nhưng mà mai thì đến theo thông tin ấy, đến ngày mai thì nó bắt đầu là nó cho anh em rút cơ. Đó thì anh em tham gia dự án Rocky Rabbit theo với mình ấy, thì anh em có thể là vào trong bot anh em check này. Như anh em có thể thấy trên màn hình của mình là mình là tổng airdrop mình nhận được là 5.344 cái đồng RBTC, và nó sẽ mở khóa trước cho anh em 50%, còn là 50% còn lại thì nó mở theo tháng, mỗi tháng thì nó sẽ giả theo anh em là giả cho anh em là 20%, tức là anh em thì mở khóa được nó giả trước cho anh em là 50% đấy, còn 50% thì nó giả theo tháng, mỗi tháng nó sẽ giả cho mọi người là 20%. Mọi người nhớ cho mình này, đúng không ạ? Đấy, cái số dư của mình là số dư xả khả dụng là 2672 đây, cái đồng RBC này. Và hiện tại thì nó thả ra tháng này, khi chúng ta vào thì xuất hiện như vậy này. Kích một lần nữa này, kích vào wallet này, kích một phần stake không có gì này, stake cũng không có gì này, B2E này, wallet này không có gì này. Rồi thì hiện tại thì mình đây, như anh em có thể thấy này, trong tài khoản của mình đây là cái địa chỉ anh em đã liên kết, và cái địa chỉ tôn Kepler hoặc là tôn Telegram của mọi người nó nằm ở cái phần dưới này, cái một quýt đao này, xem nó có cái phẹo gì không ạ. Đương nhiên thì đây mình chưa rút được, không rút được hết thì rút được 50% thôi, là được là 37 đô. 37 đô này thì chúng ta chia ra thành hai phần cũng được tầm 15 đô, nói chung là khá là bèo bọt, đúng không ạ? Nói chung là được bất phá thôi. Rồi chúng ta kích phần quýt đao cho mình này, cái một quýt đao này thì chúng ta kích phần RBC này kích vào cho mình này. Đây, bây giờ chúng ta muốn rút thì như thông tin của cái con bot này nó có thông tin này, đó đến mùng đến 23 tháng 9 năm 2024 23 giờ, tức là về đêm là 12 giờ đêm ngày hôm nay này, thì nó cho anh em rút, còn hiện tại vẫn chưa rút được nha mọi người nha. Đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em rút luôn này. Đó thì cái phần này là cái phần địa chỉ ví của anh em, đúng không ạ? Địa chỉ ví Telegram hay là tôn cấp bơ của anh em mà anh em đã liên kết trước đó này, nó nằm ở đây, đúng không ạ? Đấy, thì trước tiên thì con kèo này thì nó nít khá nhiều sàn, trong đó có sàn là MEC cũng như là KuCoin hay là các thứ đấy, mình có cập nhật cho mọi người rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kích phần mắc cho mình này. Đấy, mắc xong này thì mình tối đa đây min rút là 5.000 cái đồng RBTC này, và mắc là 1 tỷ cái đồng RBTC này, phí rút là 0.0 cái đồng RBTC này, nhưng mà đến tận đêm ngày hôm nay thì 12 giờ cơ thì nó đã nói ở dưới đây nha. Đấy thì cái mã code này chúng ta kích cái phần là send code cho mình này, kích cái phần send code này. Đấy thì kích cái phần send code thì nó gửi về cái con bot Rocky Rabbit này cho mọi người này. Rồi anh em sẽ lấy cái mã code này, anh em sẽ dán vào đây, lấy mã code của Rocky Rabbit ấy, nó sẽ về cái đây, nó về trang chủ này, nó sẽ về cái, nó về cái bot này này, về cái bot cũ của nó đây, nó về cái bot này của mọi người này. Đó đấy, thì nó hiện cái mã code lên thì anh em có thể là vào anh em làm này. Đây, hiện mã code lên thì anh em vào, anh em copy mã code này, cái phần withdraw này, rồi anh em sẽ dán cái mã code đây, ấn mắc này và ấn vào withdraw thôi. Confirm withdraw là nó sẽ về cái địa chỉ ví mà anh em đã liên kết trước đó này, nó khá đơn giản vậy thôi. Còn từ địa chỉ ví anh em có thể swap được luôn trực tiếp trên địa chỉ ví, hoặc là anh em gửi về các sàn đã list con RBTC này để anh em có thể là bán quy đổi sang USDT nhá. Nhưng mà phần đa thì anh em được ít lắm, kể bản thân mình cũng thế thôi. Phí ga các thứ các kiểu nữa, nói chung là cũng được bắt phở thôi, bắt phở trong ngày thu thôi, cũng khá là nhọc anh em ạ. Nên là anh em làm được thì làm nhá. Đấy, mình khuyên thật anh em như thế, bản thân mình cũng được bắt phở thôi. Nói chung là bù đắp vào cái phí ga là ok rồi. Đấy, mình muốn gửi tới anh em đấy,
Trong quá trình thao tác anh em có gì không hiểu thì có thể là comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ tất cả anh em nha. Nó không có cái gì gọi là khó khăn đối với mọi người đâu. Rồi mình gửi tới anh em, mình gặp anh em.